hẳn là biết kêu mommy đến đứng cạnh rồi yêu cầu đắt đi chụp ảnh cho hai đứa rồi mới kinh chứ chả mấy chốc mà thành sếp lớn trong nhà mc phương mai hào hứng kể về con trai hoa hậu hờ selfie trước gương khoe body săn chắc và cho biết 5 giờ sáng mỗi ngày đã thức dậy để tập thể dục tại nhà mc thanh mai nhắn nhủ hãy luôn giữ cho lòng thanh thản và bình yên nhất điều gì đến nhất định phải đến chuyện gì qua rồi cũng đã qua hãy nghĩ rằng bạn chỉ có một cuộc đời để sống, nhất định phải biết nặng nhẹ với cuộc đời mình. Hạnh phúc vốn nằm trong hướng bạn muốn thấy, muốn nhìn. Xì tai vui nhộn của gia đình ca sĩ Pha Lê khi ở nhà mùa dịch. Chi Ri Phương Trinh đưa ba con trai qua nhà mẹ bằng kiều ăn phở gà bà nội nấu. MC Quyền Linh chia sẻ ảnh ăn mặc giản dị, đi chép tổ ông huyền thoại và tâm sự, ngồi như vậy là khỏe nhất. Cầu mong đại dịch sẽ qua mau. Cầu mong cho tất cả mọi người sẽ bình an và hạnh phúc. Yêu lắm và thương lắm. Hồng Nhung được khen trẻ trung bên diễn viên Múa Linh Nga. Bức ảnh được chụp dịp cuối tuần qua, trước khi thành phố Hồ Chí Minh có chỉ thị giãn cách xã hội. Trương Quỳnh Anh lạc quan, tin rằng tình hình dịch Covid-19 sẽ sớm được khống chế, mỉm cười chấp nhận những gì đang đến, đón nhận nó bằng những điều tích cực và lạc quan. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Chắc chắn vậy. Ca sĩ Hồng Ngọc nắm ảnh cưới bên ông xã Tâm Nguyễn và viết lời yêu thương cho anh trong ngày kỷ niệm, thời khắc ta hứa giữ mãi tiếng yêu nồng nàn, anh vẫn ở đó, hương vị yêu ngập tràn. Cho dù 10 năm qua, hay nhiều 10 năm qua. Nhiều khi giận hờn em biết, áp lực cuộc sống cho anh bao điều lo toan. Người luôn gồng mình mang hết những ưu tư muộn phiền. Nhìn thấy ánh mắt anh nồng ấm nuông triều là thứ quý giá hơn ngàn biết bao điều. Em thầm cảm ơn ơn trên, người đã mang anh đến, hạnh phúc sống mãi trong em dù thế giới đổi thay dòng đời đang xoay ta vẫn cứ bên nhau thế này bởi em biết rằng mình luôn có anh người bạn đời ca sĩ văn mai hương po sơ ảnh cùng mèo cưng của gia đình hà mi